căn cứ vào tất cả các cái văn bản pháp lý của Hiệp ước 59 mà Đảng hai nhà nước Việt Nam Trung Quốc đã ký kết. Đấy, sau đó căn cứ vào các bản pháp lý đó thì nhóm chúng tôi sẽ song phương bàn bạc thống nhất trên bản đồ, đấy, sau đó mới ra thực địa. Đấy, ra thực địa sau đó là sẽ làm các cái thủ tục như là phải cắm cọc gỗ trước. Đấy. Sau đó là xác định các góc phương vị. Đấy. Từ xác định cọc gỗ xong, hai bên nhất trí xong thì chúng tôi mới tiến hành gọi là chuyển tim cho nhau. Đấy. Sau đó mới xây dựng mốc. Thì cái công tác xây dựng mốc thì đều phải có giám sát của hai bên, Việt Nam và Trung Quốc. Đấy. Sau khi cắm mốc xong thì cái công đoạn cuối cùng là chúng tôi phải đo bằng cái máy GPS 2 tầng này. Đấy. Để chuyển cái số liệu này về qua vệ tinh để chuyển về trung tâm để xác định cái tọa độ chính xác của cái mốc, sau đó mới chuyển lên bản đồ.